Kính thưa quý độc giả thân mến, trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách đóng vai trò rất quan trọng. Sách là chiếc chìa khóa vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người, là người thầy siêu việt thắp sáng trong ta nguồn tri thức vô tận, dạy chúng ta biết cách sống và biết cách hy sinh. Với sự tinh tế và đôi bàn tay khéo léo của người cán bộ thư viện đã xếp những quyển sách thành nhiều chủ đề khác nhau, mà đặc biệt là mô hình đất nước Việt Nam. Nhà thơ Nguyễn Nhật đã từng viết: mảnh đất nào đây mang hình chữ S, ưỡn ngực vươn cao hình dáng của rồng, ngắm mặt biển Đông xanh màu biên biết, phút tận mây trời một thuở Thăng Long. Và bài thơ Tổ quốc nhìn từ biển của tác giả Nguyễn Việt Chiến cũng đã khẳng định chủ quyền đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển, có một phần máu thịt ở Hoàng Sa, ngàn năm trước con theo cha xuống biển, mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa. Dãy đất cong cong hình chữ S đã trải qua biết bao thăng trầm lịch sử. Chữ S tuy nhỏ bé, nhưng để được ghi danh trên bản đồ thế giới như hôm nay lại là cả một quá trình gian nan và vất vả, đổ biết bao xương máu, mồ hôi, nước mắt của biết bao thế hệ cha ông ta ngày trước và thế hệ trẻ ngày nay đã và đang xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng tươi đẹp hơn, văn minh hơn và hùng mạnh hơn. Sách là kho tàng tri thức quan trọng đối với tất cả mọi người, bởi sách ghi lại những kiến thức, những giá trị của cuộc sống mà người đi trước đã tìm kiếm, học tập, trải nghiệm và truyền lại cho thế hệ mai sau. Những quyển sách có nội dung tốt sẽ đưa đến cho chúng ta không chỉ những hiểu biết mới mà còn cả những sự suy nghĩ, tìm tòi và sự biến đổi về tâm hồn. Có thể nói, sách chính là người bạn tâm giao, chia sẻ mọi nỗi buồn, vui, sâu kín của con người. Mọi thành công của con người đều nhờ sự kết hợp của kinh nghiệm bản thân với tri thức lãnh hội được từ việc học trong cuộc sống và trong sách vở. Chính vì vậy mà từ lâu đời, sách đã trở thành một nhu cầu cần thiết của loài người trên thế giới. Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 9 với chủ đề Sách nguồn tri thức vô tận, từ ngày 16 tháng 4 năm 2019 đến ngày 21 tháng 4 năm 2019,
Thư viện trường tiểu học Long Thái A tổ chức tuần lễ trưng bày sách và phục vụ bạn đọc. Trong tuần lễ này, thư viện giới thiệu đến bạn đọc nhiều sách mới như những mẫu chuyện cổ tích, những mẫu chuyện về Bác Hồ. Ngoài ra, thư viện trường còn tổ chức túi sách không lẻ nhằm phục vụ sách cho các em học sinh ở điểm trường lẻ, đảm bảo phục vụ 100% sách cho học sinh cả hai khung. Với thành tích phấn đấu của thư viện trường đạt chuẩn quốc gia theo quyết định số 01 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 17 tháng Giêng năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre ra quyết định số 39 công nhận thư viện đạt thư viện trường học tiên tiến, và hiện nay thư viện đang tiến hành bổ sung các nội dung cần thiết để đăng ký thư viện xuất sắc vào đầu năm học tới.